Cách đây 2 ngày, ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng tải thông báo phải hủy buổi diễn trực tuyến tại Mỹ vì lý do cô mới gặp sự cố bị bỏng do nổ nồi xông hơi. Thông tin này đã làm đông đảo bạn bè, nghệ sĩ và khán giả không khỏi lo lắng. Đến hôm nay, đích thân Hồng Ngọc đã có những chia sẻ liên quan đến tai nạn của mình. Ca sĩ Hồng Ngọc viết: "Xin được cảm ơn gia đình, cảm ơn anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và khán giả gần xa, thân thương đã gửi lời thăm và lời cầu nguyện cho Ngọc trong những ngày vừa qua. Hiện giờ Ngọc đã tạm ổn hơn chút rồi. Ngọc cảm nhận được tình thương của mọi người nhiều lắm. Ngọc chúc tất cả có ngày lễ hiền mẫu thật hạnh phúc." Cô bất ngờ gặp tai nạn khi kiểm tra nhiệt độ phòng xông hơi cho con trai thì bất ngờ nồi xông hơi bị phát nổ. Tiết lộ về tình hình sức khỏe của Hồng Ngọc hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tình hình của Ngọc khá nặng, vì mặt và ngực của Ngọc bị bỏng hết rồi, nhất là mặt của Ngọc, 2/3 gương mặt bị bỏng vì nước sôi bắn vô quá mạnh khiến sưng biến dạng. Nói chung là mặt cô ấy giống như bị 5 đến 6 người đánh liên tục vô mặt vậy, nó sưng đến mức độ như vậy luôn." Đồng thời anh cũng cho biết, Hưng nghĩ và đoán rằng Hồng Ngọc phải mất 6 đến 8 tháng để trở lại bình thường vì Ngọc bị nặng lắm. Mặc dù rất đau đớn nhưng Hồng Ngọc vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không để mọi người phải lo lắng. Hy vọng cô sẽ mau chóng bình phục và quay lại sân khấu phục vụ khán giả.